nha. À, vì hôm qua Ti đi xuống dưới Bình Thạnh để gặp cái chú vô gia cư, thì Ti gặp lại bạn Xu Hương, cũng chính là người đăng bài viết về cái chú vô gia cư và em chó. Là người đăng bài cầu cứu cho em cuốn này cách đây mấy tháng là một nội người. Đây à, Ti không biết lúc trước là bé tên gì, nhưng mà khi mà về máy ấm Ti đặt bé tên là Nai, là bé Phúc Hư mà bị viêm tai á ở một cái quán cơm. Trời ơi, đứa nào vậy? Đứa nào kêu to vậy? Đây cô chú và các bạn, hôm qua bạn Xu Hương có hỏi Ti về bé cún này, thì sẵn ở đây, chói quá. Ti quay về bé Nai cho cô chú và các bạn cùng xem. Bé Nai này là bị viêm tai trụ bỏ và Ti đã nhận về máy ấm của bé đến ngày hôm nay. Thôi thôi thôi, ngoan nè. Ôi thương mẹ Hùng cả nhà. Mẹ hôm nay cái này. Dạ đây là bé Nai nè cô chú và các bạn. Thôi bây giờ Ti khép clip ở đây, Ti làm việc nha cả nhà. Ti cảm ơn cả nhà đã yêu thương. Xin chào. Xin chào.